Chào tất cả mọi người, hôm nay mình đang có mặt tại thị trấn Thanh Hà để khảo sát tư vấn cho anh Bình ở trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp. Đây phía trước mình đây là cái mặt bằng của anh Bình. Thì cái diện tích chiều ngang của anh là 3 lô đất là 12m, chiều sâu vào bên trong là 32m. Thì anh đã làm cái khu vực xưởng của mình xong rồi. Thì anh đã làm 2 tầng. Thì về ban đầu thì cái tầng trên mình sẽ để phục vụ cà phê và phòng khách cho khách và phòng ngủ của nhân viên. Còn khu vực ở phòng dưới này thì làm về chăm sóc xe. Đây là hệ thống hố cầu nâng và hệ thống hố ga thu thoát nước. Vì ở trên tầng trên là có nhà vệ sinh, ở trên thì anh phải làm hai cái hố ga thoát nước ở đây. Khu vực bên trong này thì sâu vào là 32m. Thì sau này thì tất cả những cái xe làm dịch vụ về chăm sóc thì sẽ được đẩy hết vào trong này. Đây, chỗ này của anh thì cũng rất là rộng. Bên này anh có làm về, sau này anh có làm về sửa chữa thì anh làm ở khu vực bên này. Khu vực đằng sau này thì dùng để nấu nướng hoặc là đặt máy nén khí các thứ ở khu vực bên trong này. Khu vực này thì mình thiết kế cho anh là một cái phòng đánh bóng, thì có thể để được hai con xe. Đi lên trên cái khu vực cầu thang này, các bạn cùng mình lên xem tầng 2 làm nào nhé. Đây là cái mặt bằng tầng 2. Mặt bằng tầng 2 thì anh dùng để làm cà phê. Sau tất cả những chỗ khu vực này thì để bàn cà phê hết. Đây là hai nhà vệ sinh. Khu vực này thì hiện tại anh vẫn làm được kiểu là làm cà phê. Nhưng mà sau này anh sẽ nâng cấp lên làm cái phòng về làm dựng ghế, may ghế. Khu vực này thì anh làm để quầy pha chế. Đây là hai cái phòng ngủ nghỉ của nhân viên. Này rất là rộng. Bên trong này thì dùng làm bếp ăn, nấu nướng, phòng vệ sinh cho nhân viên. Đây là phòng vệ sinh của nhân viên, kia là phòng vệ sinh của khách. Đây anh còn một cái khu đất rất là rộng nữa bên này. Hiện tại anh trồng cây thôi và để xe khách, vì nhà anh làm về tuyến xe khách Hà Nội Hải Dương. Ở phía dưới này cũng có một cái cầu thang. Thì các bạn cùng chờ đón xem xưởng này sau khi được lên hình thì sẽ trông sẽ như thế nào nhé.